Hello, em lại tiếp tục như cái nhà tiếp tục của ngày video của ngày hôm nay. Và hôm nay là em cái video này là có một số cái mũi khoan của Natri. Mọi người biết là mũi khoan Natri rất là mắc tiền ha. Nó luyện bằng thép HSS. Cái loại mũi khoan nó có hai loại, tức là một loại thép SKS và SKS2 và HSS. Thì SKS2 nó cũng là nằm trong một cái nhóm là chịu mài mòn tốt, tức là nó cái độ mài mòn nó tốt á, nhưng mà nó cứng á, cái đầu cứng á. Cái đến nữa là H, và cuối cùng là cái thằng HSS là một trong những cái loại cứng nhất. Và mũi Natri là thép HSS, và nhưng mà mũi Natri là một trong những cái thương hiệu về mũi khoan kim loại tốt nhất ở tại tại Nhật. Và giá trị nói chung là hàng của mũi, một cái mũi của nó là như cái một cái mũi này ở đây là giá của nó khoảng rơi vào khoảng là 700 nghìn một cái mũi như thế này tại Nhật. Một cái mũi 11 ly này mà giá nó là 700 nghìn ha, mọi người thấy nó rất là mắc tiền. Nó có thể khoan được inox đó, khoan được inox. Mũi khoan của mình, mũi khoan Trung Quốc không thể nào làm được chuyện đó. Nhất người ta khoan dài mũi là bắt đầu nó đã lục rồi và nó cháy. Còn mũi khoan Natri thì nó độ cứng nó cao, anh ta có thể khoan được inox, khoan được inox tốt. Mọi người lưu ý là cái mũi khoan ấy, chúng ta khoan chúng ta đừng có khoan thúc nó quá. Có nhiều anh em nói là cứ nghĩ là mũi khoan Nhật, mũi khoan xịn là cứ khoan, cứ đẩy vô là cắm vô là khoan. Khoan mình khoan như vậy, thứ nhất là nó cháy cái mũi khoan, nó mau hư cái mũi khoan. Cái gì cũng phải khoan, cái mũi khoan á, khoan sắt kim loại nó cứng thì chúng ta khoan từ từ. Và thường thì nó có một cái loại dầu khoan để mà mình nhiễu mình nhỏ vào cái chỗ cái lỗ khoan để mình khoan á, nó sẽ bảo vệ cái mũi khoan của mình lâu hơn. Mũi khoan này thì đường kính 11 ly, ở đây em chỉ có vài mũi thôi, tức là 10.5 ly, 11 ly. Đây là 11 ly nè, đây là 10.5 và 10 ly. Chỉ có ba kích thước này thôi. Có 11 chấm nữa, 11.5 đó. Thì chỉ có ba kích thước này là thôi, còn này là nó lặp đi lặp lại nha. Chỉ có ba bốn cỡ, chỉ có bốn cỡ 10, 10.5 và 11 ly. Và cái chiều dài của cái mũi khoan này á thì nó khoét sâu được á, khoét sâu được là khoảng 7 7 đến 8 cm ha, 7 8 cm một cái mũi khoan. Mọi người thấy nè, như một cái mũi khoan 10 ly này nó nằm ở là tầm giá 500 mấy nghìn là tại Nhật. Nếu mà nhập một cái mũi khoan Natri này mà tại Nhật mà nhập về đây thì giá nó cũng khoảng tầm ở 800-900 nghìn một cái mũi như thế này. Rất là đắt tiền ha. Mà mua chỉ ở em chỉ có giá 100 nghìn thôi. 100 nghìn cái mũi này, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha mọi người. Số lượng chỉ có giới hạn, chỉ có vài mũi như thế này thôi. Tại vì em mua rẻ nên em bán mới rẻ thôi, bán để cho có cái anh em sử dụng, có cái mà thử nghiệm trải nghiệm về cái mũi khoan nội địa Nhật. Mũi khoan nói chung là mũi khoan nội địa Nhật giá nó chát lắm, khó mà mình mua. Thường là những anh em làm nghề mới mua, thường mua thôi. Tại vì những anh em làm nghề thường họ làm cơ khí chính xác, làm các thứ cần những cái mũi khoan tốt đó, mới khoan được những cái thép cứng. Còn những anh em trong DIY gia đình thì chắc là ít khi nào sử dụng cái mũi khoan xịn của Natri, thì hơi bị khá là đắt. Mà chúng ta không biết sử dụng, ta khoan một cái là nó gãy ngang rồi là đi tông mấy trăm nghìn. Cho nên là thường là thấy ít là DIY thường là mấy anh em sử dụng những cái mũi khoan chợ mà. Thì hôm nay có những cái mũi khoan nội địa này, số lượng cũng giới hạn thôi. Dùng để khoan sắt, khoan inox. Mũi khoan này khoan là đã luôn, rất là ngọt, rất là bén. Một cái mũi để mở ra cho mọi người xem. Thì cái mũi này có hai cỡ, hai ở ba bốn cỡ, thì có hai cỡ là 120 nghìn và một cỡ là 100 nghìn. Và cái này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Một cái bộ mũi phan Natri mà từ một ly mấy cho đến 6 ly á, từ Nhật em nhập, nếu mà nhập hàng mới về nó nằm ở tức là khoảng mười mấy mũi đó, mà nó 600-700 nghìn gì á, 600-700 nghìn một, tức là nó trung bình là một khoảng là rơi vào khoảng triệu mấy chứ, 1 triệu mấy, 600-700 nghìn là bên kia.
một triệu mấy, trung bình là một mũi nó khoảng cả trăm nghìn một mũi. Đây làm rất là sắc sảo. Cái mũi khoan nó mình gờ vô là mình xử lý là đứt tay liền ha. À, đơn giản vậy thôi. Tại sao nó mất tiền? Tại vì nó cái thép của nó là thép HS mà cái độ cứng rất là cao ha. À, mình HSS nhưng mà HSS cô nó CO nữa, chứ không phải là HS không. Nó có hai loại HS nữa, một HS là thường thấy thì những cái mũi khoan xuất Nhật, tức là xuất trên thị trường Nhật á, thì nó có loại là HSS thôi. Còn này nó HSS cô, nó sẽ cứng hơn ha, dữ hơn. Đó, mình thấy nó làm cực kỳ sắc sảo ha. À, cái này thì made in Singapore ha. Natri mũi khoan Nhật, nhưng mà cái này made in Singapore, cũng là chất lượng của Nhật. À, mã 7235 giá 100.000. 7235 là 10 ly. 7235 là 10 ly giá 100.000. À, 7234 là 10.5 ly. 7234 10.5 ly và giá của nó là 100.000. À, 7232. 7232 11.5 ly, giá của nó là 120. 7232 ha, 11.5 ly, giá 120.000. 11 ly. 11 ly mã 7233 giá 120, 11 ly. Cái này 10.5 ly 7234. Đó, nghĩa là đủ rồi không? Mình đọc đủ đó là 7234 đúng rồi. Là hết các mã rồi đó. Đây là nó lặp lại rồi. Rồi, tiếp tục cái sản phẩm kế nữa, đó là một cái cưa gấp cây cưa gấp Chrome Boy nội địa Nhật. Đây hàng full mới 100%. Cái này là nó chưa có khui tem lên luôn ha. Rất là đã luôn. Khui ra thử một cây như thế này vào đây ha. Chẳng ra là nó khác nhau về kích thước thôi. Kích thước cây này là bên đây là 210, cái này là 240 ly. Đây cực kỳ đã. Tay ốp bằng, nó làm bằng cao su, cho nên thứ nhất là cầm nắm nó không có bị trơn tuột ha, nó không bị trơn tuột và cầm cái cảm giác nó im tay hơn. Đây Go Boy là em rất là thích Go Boy Suki rồi đó, tại vì nó làm cái lưỡi rất là dày. Thứ hai nữa làm nó mài cái lưỡi rất là đẹp luôn ha. Cái độ bóng nó hoàn thiện của nó là dường như là phải nói là tuyệt đối luôn á. Có những cái cưa của Tajima nó làm á, thứ nhất là nó cái dáng của cái cán nó đẹp hơn. Tajima thì đẹp nhưng cái lưỡi nó không bằng. Cái lưỡi nó nhất là mỏng và cái lưỡi thường là nó lưỡi màu đen. Nó có màu gì đó nó nền, không có đã bằng cái lưỡi của thằng cái lưỡi của cây cưa Roboy. Roboy ha. Của Suki đó. Suki Roboy là một chung hãng. Là cái hiệu là Suki, còn là cưa là Gum Boy, còn cưa thẳng là Gum Taro, cũng là của Suki. Kích thước của thằng này là 210 mm. Cây này thì giá của nó là 680 như mọi khi à, 680.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha. 680.000 mã là 4009 giá 680.000, giá chưa phí ship. Rồi tiếp tục cái cưa thì cái cưa này là 240 ly ha, y chang như kim kia. Cái cưa em mới vừa giới thiệu thôi, nó chỉ có khác với nhau là chiều dài, tức là 240, tức là cái lưỡi, tính cái lưỡi nha, còn buông ra hết là nó khoảng vào tầm khoảng là 4.8 ha, 4.8 đến 5.0 á. Cái này giá của nó là 750, mã là 4008 với giá 750.000 nội địa Nhật ha. 408. Rồi tiếp tục là một đây nè, nguyên một hộp luôn ha. Một hộp, cái này là mũi
cái gì, cái cán Tuknovik, cái cán Tuknovik Resell nội địa Nhật. Hôm trước em có bán cái bộ mũi, một cái bộ Tuknovik mà rồng ba ba mũi và một cái cán này, nó này, cán là cán nó của thằng Resell này nè. Tức là hôm trước là một bán là một cái cán và ba mũi, nó nằm đi chung một bộ. À, còn hôm nay thì mua cái cán riêng. Cái cán riêng này thì dùng để cho anh em á, mình có những cái mũi vít, mũi vít của Vesel hoặc là sinh lát nha, hoặc là nét gì đó, mà cái mũi vít loại mà loại thẳng xung như thế này đây, và ở tầm 110mm trở lên thì chúng ta có thể gắn được sử dụng đó. Tức là mình vừa sử dụng được cho cái máy bắn vít ha, vừa có thể sử dụng cho một cái tấm vít cầm tay bình thường đó, chỉ cần đút vô thôi, đút vô này rồi dặn giống như nó là như một cái tấm vít luôn ha. Nếu mà chúng ta có mũi vít hai đầu thì rất là tiện, một đầu dẹp, một đầu dấu cộng vậy đó, gắn ở đây chúng ta dặn này ha. Đó, của vệ sale nội địa Nhật nha. Đây vệ sale rất là đẹp, cái này nó làm bằng kim loại này. Cái đầu này không? Đây là bằng cao su, hàng full mới luôn. Cái này giá 120.000 một cái, mã là 0647. 0647 giá 120.000 là cái cán này không nha mọi người, chỉ có cái cán này thôi. Cái này thì em chỉ là ví dụ cho mọi người thôi. Đó, mọi người có thể sử dụng những cái mũi vít ngắn. Đó. À, để mình gắn vô. Mình cầm nè, muốn mũi vít dài cũng được, mũi vít ngắn cũng được. Có mũi vít là ta gắn được. Giá 120.000 một cái, mã là 0647. 0647 ha, giá 120, giá chưa phải ship. 120.000 một cái nha mọi người, để nghe cái chuyện gì lầm á, chủ lầm. Rồi, đây là cái kim cộng lực của Hit. Hit. Kim cộng lực của Hit thì nói về Hit á, thì kim cộng lực nó tốt hơn của thằng MCC. À, chất lượng cao hơn của thằng MCC ha. Như cái này nó rất là nặng so với thằng Hit, thì ở MCC thì nó không bằng qua cái thằng Hit. Nhất là cái này, cái lưỡi nó quá trời dày, lưỡi nó dày. Cái cặp này là hai cái bên này nó bự, nó dày hơn so với của thằng MCC. Cái này nè. Đó. À, cái này nó cắt được 8 ly. 8 ly ha, kích thước là 450, hàng còn mới chát luôn. Mới chát luôn. Cáp, cắt được cáp 8 ly. Cái này là nó chày sơn nha, tức là nó có cắt thử thôi. Nó bị chày cái lớp sơn của này nè, chỉ là nó chưa có bị cái gì hết ha. Nói chung là hàng mới khoảng 90, hơn 90%. Đây. Nó bị chứ không phải là nó mẻ đâu nha. Hoàn toàn không có bị gì hết nha. Nè, đó. Make in Japan, cắt được tá cáp 8 ly. Nói chung là mình cắt thép xây dựng á, thép xây dựng mình cắt 6 ly là thoải mái luôn. Em bao cắt luôn. Thép xây dựng mà 6 ly hay 8 ly thì cắt cũng được, nhưng mà 8 ly cắt hơi nặng tay và nó dễ mẻ hơn. Cái này nó để đây cắt cáp 8 ly thì cắt 8 ly là thoải mái, mình vẫn cắt được, nhưng mà nó không có độ bền cao thôi. Nếu mình cắt 8 ly thì chắc cũng quá ok thôi. 450mm tức là kích thước chiều dài của nó, hàng quá chát luôn. Cái này giá 600, mã là 4908. 4908 nha, giá 600. 600, giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha. 4908, giá 600, giá chưa phí ship. Mọi người, nếu anh em nào có sử dụng Facebook á, chúng ta có thể like cái kênh của em. Như cái đầu video thường là em để lên cho mọi người xem đó. Cái Facebook của em là dụngcụ24.vn nha. Facebook hiện tại là dụngcụ24.vn. Mọi người có thể tìm kiếm ở trên cái thanh tìm kiếm của Facebook á, để ra cái fanpage. Thì cái fanpage chủ yếu là dùng để cho mọi người tương tác, nhắn tin trong đó à, nhắn tin đặt những cái mặt hàng nào mà có ở trên. Khi mà em post trên này là những cái mặt hàng này đều có những cái hàng mới. Đây, dụngcụ24.vn hoặc là website, tất cả đó, những cái sản phẩm ở trên này có thể mọi người có thể xem để mua hàng ở trên này. Thì những cái sản phẩm mới, những sản phẩm nào còn số lượng á, em sẽ post lên trên này cho nó dễ, cho mọi người dễ mua. Tức là có khi mọi người rảnh, có quá nhiều video chúng ta không thể nào chúng ta xem lại được,
không thể nào xem hết được cái video, không biết cái video nào nữa. Mình có khi á, mình hôm nay mình cái túi tiền mình nó hết, ngày mai mình có tiền có lương á, mình muốn mua cái sản phẩm đó nhưng mà bây giờ không biết là nó nằm ở cái video nào, quá nhiều video. À, chẳng lẽ ngồi coi từng cái thì chúng ta vô đây ha, hoặc là vô website. Website hiện tại thì mới đang cập nhật từ từ mọi người. Đó, như cái này. Đó, dụng cụ 24 nè, có cái hình logo của cái của em ha. Đó, của kênh em. Thì mọi người có thể vào đây để mà mua hàng. À, những cái sản phẩm như kìm Fuji da nè, thấy không? Fuji da, thước lá sinh hoa, các loại kìm, các loại là những cái hàng mới lúc nào cũng post lên đây cho mọi người chọn lựa. À, có giá hết nha, có giá hết, chúng ta dễ lựa ha. Đó, những anh em nào sử dụng fanpage, sử dụng Facebook thì có thể like và theo dõi ở trên cái kênh của em, trên cái kênh Facebook của 24.vn. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu tiếp cái thước của thước căn thủy. Ở đây có ba loại thước từ chiều dài khác nhau. Trước tiên là về giới thiệu cái thước này đây, rồi đi Nhật. Cái thước này là chất liệu bằng nhôm và kích thước của nó là 230 ly, hàng full mới luôn. Cái của thằng Nhật nhôm rất là dày và làm rất là sắc sảo nha mọi người. Làm á, mình sử dụng cái căn thủy nè, nó cái căn thủy này nó ít có bị bể bậy ha. À, lâu ngày á, tức là thường là cái hàng dởm á, nó sẽ bị dễ bị nứt cái này nè, dễ bị nứt hoặc là chảy thủy mất tiêu hết trơn. Hàng nội địa thì nó lâu, nó bền hơn và cái phát sáng của nó ha, tức là khi mà nó vào bóng tối nó sẽ phát sáng hơn đó, khi mà mình sẽ dễ nhìn hơn. Cái này kích thước của nó là 230 ly, chất liệu bằng nhôm, nhôm cực dày luôn nha, nhôm khá là dày, 230. Nó chỉ có nhược điểm là nó không có cái 500 ở đây thôi đó, có dòng này thì không có 500. Đó, căng thủy đứng và ngang. Cái này giá của nó thì 280.000, mã là 2634. 2634 nha, giá 280.000. 2634. Giá 280, giá chưa có phí vận chuyển. 2634 giá 280, giá chưa phí vận chuyển nha. Rồi, tiếp tục là một cái thước ke thẳng, thước ke thẳng ở thước thủy 380 ly, 380. Đây, cũng là nội địa Nhật luôn nha. Rồi ben hết, nói chung là nó có đóng trên này hết nè. Cái này, cái thước này thì nó được có cái nữa, dày thì nó đã dày rồi, và nó có được cái nữa là cái 500 bên dưới này luôn ha, cực kỳ dày. Những cái thước nhôm này làm đã lắm, mọi người cầm lên ha, người đi ra chợ mua cái thước cầm lên nó nhẹ tanh nè ha. Nó cũng là nhôm giống như trang vậy nè, nhìn thì mẫu mã nhìn giống như trang nha, nhưng mà thứ nhất là có những cái này nó làm không có tỉ mỉ, từng con ốc thì các thứ không có tỉ mỉ bằng cái cây của người ta, mà nó dày hơn, nó bền hơn. Cái này giá của nó là 400.000, 400, mã là 2632, 2632 ha, với giá 400. Kích thước của thằng này là 380 ly, chiều dài 380 ly và có 500, 500 ở dưới này đi hết. Còn cái này thì là giá của nó là 500, cái này thì kích thước của nó là 450, của hiệu Diamond, rồi đi Nhật ha. Đây, cầm lên cái thước đã lắm mọi người, nó làm cái nhôm của nó đó, nó dày cơm à, à nặng chịch, và làm cái nhôm bóng lưỡng đây đó. Cái này có 500 luôn ha, 500. À, thủy, cái thủy này là nó nằm cực kỳ dày, nó nằm ở trong khối này, nằm nguyên một khối này, không biết chừng nào mà nó bể cái này. Cái thủy này khó bể hơn, rất là khó bể. Kích thước của chiều dài của nó là 450 nha, 450, giá 500.000, 450 ly, giá 500, mã là 2633, 2633 nha, giá 500, 500, 2633, giá 500, giá chưa có phí ship, chưa phí ship, kích thước dài là 450. Rồi, tiếp tục cái sản phẩm của video này, đó là cái một cái hộp đồ nghề làm mộc. Hộp này thì cũng dạng thường thôi, hôm trước có bán cái hộp xịn hơn. Lâu lắm rồi không có bán cái hộp này, tại vì bán thằng Lan bán cái hộp này nó không có lời, mang tiếng nữa,
Tức là thay vì mọi người mua riêng một cái sản phẩm, ví dụ như mua cái cưa riêng nè, mua cái bào riêng nè, mua cái đục riêng nè, thì nó rẻ hơn so với mua cái bộ như thế này. Mua cái bộ này chi phí nó rất là nhiều, vận chuyển á, tức là cái hộp, mỗi cái hộp gỗ mình quá nặng, mua là mang tiếng, mình bán kêu mang tiếng rồi bán rất rẻ nữa, thôi chắc không có lời. Cái này nè gồm có là một cái dao ghép, nồi đi Nhật ha. Dao ghép này là nói chung là nó làm đủ thứ đa năng, cái loại này nó vừa chiết ghép cành, vừa lấy dấu kẻ đồ các thứ, hoặc là gọt bào đồ ở làm mộc rồi á, hoặc là làm da, người ta gọc để người ta làm da nữa, đủ thứ hết. Một cây này, một cái búa, đầu nhọn, hai món này ha, một cái bào, gỗ hàng mới luôn, chưa có sử dụng nha, hàng mới chưa sử dụng. Bào gỗ này miệng ngang nó như là khoảng 55 ly á, 50 55 ly á. Một cái đục nhỏ, cái đục này nó tầm có xa 8 ly á già. Một cái dùi, hai cái dùi, một cái vít, một cái bộ khắc, gỗ, 5 cây, và một cái cưa. Cái cưa này để lâu ngày quá là nó xét hết trơn rồi, đây nè, xét hết trơn ha, lâu ngày nó bị xét. Đó, một cây cưa, tất cả là khá là nhiều những cái hộp luôn ha, khá là nhiều. Đây mấy món này, hai món nha, cái này thì không tính đi, cái này là cái thước. Hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món, bảy món, tổng cộng là bảy món, một cái hộp nữa. Rồi bộ này giá của nó là 800, mã là 341, 341 giá 800, giá này là giá chưa có mấy ship nha, chưa phí vận chuyển, 341 giá 800. Cái này cũng khá nặng á, thì cái này phí, em nghĩ phí ship nó tầm 70 nghìn trở lên, 70 đến 80 à, 70 80 nghìn đó. Mã 341 giá 800 nha, giá chưa phí vận chuyển. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại 0933 11966, và nếu cái tin nhắn mà không phản hồi lại là những cái sản phẩm đó em bán rồi. Và mọi người có thể truy cập vào dụng cụ 24.vn hoặc là lên fanpage, dụng cụ 24, fanpage Facebook á, dụng cụ 24.vn, để có thể thắc mắc cái gì đó thì lên đá mình, anh chị có hỏi, có thể hỏi trên đó, và có thể đặt hàng trên đó những cái sản phẩm khác. Giống như là mình đã xem video đó rồi, mình để ý cái đó rồi, mình thích cái đó rồi, nhưng mà chưa muốn mua rồi khi nào mà tự nhiên mình thích là muốn mua thì quay lại quay lại để mà lên fanpage xem cái sản phẩm đó giá bao nhiêu, mình có thể mình chọn mình mua. Rồi cảm ơn cả nhà nha, mọi người nhớ bấm like và đăng ký theo dõi những cái video hấp dẫn khác. Rồi cảm ơn, chào cả nhà.